những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lương Bằng Quang và Ngân 98 tiếp tục gây tranh cãi, vui vẻ đi du lịch chung còn thoải mái ngủ chung giường hậu chia tay. Clip ghi lại chuyến du lịch chung hậu đường ai nấy đi của Lương Bằng Quang Ngân 98 đã làm khán giả phải đổ dồn sự quan tâm lớn. Chuyện tình Lương Bằng Quang Ngân 98 từ lúc mặn nồng đến khi chia tay đều là chủ đề gây bàn tán trong công chúng. Dù từng đấu tố nhau không thương tiếc sau chia tay, nhưng chỉ một thời gian ngắn cặp đôi thoải mái sánh đôi tại sự kiện giải trí. Cho đến mới đây, Lương Bằng Quang và Ngân 98 còn gây xôn xao khi chia sẻ clip đi du lịch chung, thậm chí ngủ chung giường. Trong clip, cả hai đều liên tục khẳng định chắc nịch không còn tình cảm yêu đương với nhau, hiện chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng dựa vào hàng loạt cử chỉ thân thiết, khán giả đều đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ thực sự của cặp đôi. Cặp đôi không chỉ đi du lịch cùng nhau ở chung phòng khách sạn mà còn ngủ chung giường thân thiết thế này. Trước đó, Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng sánh đôi đi dự sự kiện chung hậu chia tay. Tuy nhiên, cả hai khẳng định không bao giờ có chuyện nối lại tình xưa như khán giả đồn đoán. Hồng Vân nói về việc thay thế Nam Thư, tới nhiệm kỳ thì mình làm. Hồng Vân cho hay chị yêu thích chương trình từ lâu, vì thế rất hào hứng khi trở thành bà mối cùng MC Quyền Linh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho rằng việc thay thế đàn em Nam Thư làm MC của Bạn Muốn Hẹn Hò là điều bình thường. Vừa qua, nhà sản xuất chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tổ chức họp báo tổng kết hành trình 6 năm phát sóng, đồng thời công bố những đổi mới hấp dẫn trong năm thứ 7. Tại sự kiện, Nam Thư khiến nhiều người bất ngờ khi bật khóc tuyên bố rút lui khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò vì những áp lực từ mọi người. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đảm nhận dẫn dắt chương trình cùng MC Quyền Linh. Đồng thời, đại diện nhà sản xuất xác nhận người thay thế Nam Thư đồng hành Quyền Linh là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Ngay sau đó, chia sẻ với cánh truyền thông, Hồng Vân cho rằng việc thay thế đàn em làm MC Bạn Muốn Hẹn Hò là điều bình thường, văn minh. Điều này giống như tới nhiệm kỳ của mình thì mình làm, khi hết thì thôi, Hồng Vân nói. Ngoài ra, nghệ sĩ như Hồng Vân cũng cho biết thêm, cô là người yêu thích chương trình từ lâu, vì thế rất hào hứng khi trở thành bà mối. Tuy nhiên, Hồng Vân thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực, vì đối tượng Bạn Muốn Hẹn Hò trẻ trung và đòi hỏi người dẫn dắt phải hoạt ngôn hơn. Nói về bí quyết của Hồng Vân khi làm MC của Bạn Muốn Hẹn Hò là đu đeo theo Quyền Linh. Anh đưa đường dẫn lối tôi thì tôi cứ bám theo thôi. Không chỉ rất có uy tín khi mai mối thành công nhiều cặp đôi nghệ sĩ trong showbiz Việt, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn rất mắng tay tại Bạn Muốn Hẹn Hò. Theo chia sẻ của ban tổ chức, cặp đôi đầu tiên tham gia mùa 7 chỉ sau 6 ngày ghi hình, cặp đôi này đã gọi nhau là ông xã bà xã và đang có ý định giảm hỏi tiến xa hơn.